Dạ tôi con hỏi đi xuống chợ Đường Bào được không bác? Về Cửa Dương. Hãy xin được chào cả nhà mình nha. Xin được chào quý cô chú anh chị mình đang xem video. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe nha. Thì video hôm nay là mình quay vào ngày 10 tây tháng 8 cả nhà. Mình đang có mặt ở ngã 5 phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Thì hôm nay mình sẽ quay vào cập nhật tình hình ở đường Trần Hưng Đạo cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà, đây là hướng vô chợ đêm nè cả nhà. Chợ đêm Bạch Đằng. Thì chợ đêm Bạch Đằng thì ngưng hoạt động rồi cả nhà, không có hoạt động nha. Cũng không có buôn bán gì luôn. Mình sẽ quay toàn cảnh khu vực ngã 5 cho cả nhà mình xem nha. Video hôm nay thì mình xin cập nhật tình hình ở đường Trần Hưng Đạo cả nhà. Và mình sẽ đi ra biển Trần Hưng Đạo cho cả nhà mình xem luôn. Đường Trần Hưng Đạo đó cả nhà. Còn đường này là đường 30 tháng 4. Đây đường đây là đường 30 tháng 4 cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha. Thì tới ngày 15 tây cả nhà. Qua buổi 16 tây hết giãn cách theo chỉ thị 16 của quốc mình. Đóng cửa luôn rồi. Như gần khu vực Sài Gòn Phú Quốc này có đường xuống biển đúng không cha? Chứ nữa mình sẽ chạy xuống các con đường dẫn xuống biển cả nhà. Xuống biển trên Trần Hưng Đạo qua cho cả nhà mình xem nha. Các nhà hàng quán ăn như này đều đóng cửa hết cả nhà, kể cả các khu nghỉ dưỡng như khách sạn hay resort rồi cũng đóng cửa luôn cả nhà. Có một số nơi bán thì chỉ bán mang về nha cả nhà, mà đường này thì không có ai bán mang về luôn, mình thấy là họ đều đóng cửa hết rồi. Đi xuống biển nè. Được không? Vậy được không? Không không. Cái này Sài Gòn Phú Quốc cả nhà. Đi bộ vô đó, đi dài xuống đó đó. Có đường đi xuống luôn mà. Có đường đi xuống mà. Đây nè, có đường nè. Chạy xuống. Đây. Có đường đi xuống chạy xuống biển nè cả nhà. Cặp bên Sài Gòn Quốc. Đó là hướng Vinh Cầu đó cả nhà, cầu cảng quốc tế đó. Bên đây là khách sạn Sài Gòn Phú Quốc. Cặp bên khách sạn này có đường đi xuống biển luôn cả nhà. Biển mặt trời đường Trần Hưng Đạo này mùa này sóng lắm cả nhà. Ok,
khu vực dưới đó có bãi tắm với nó cả nè. Bãi tắm thì cũng vắng khách lắm, không có khách luôn. Có một số khách du lịch họ kẹt lại ở Phú Quốc mình á, họ cũng ở trong các khách sạn gần đây nè cả nhà. Cũng có đường để dẫn xuống các bãi nữa, thì xíu nữa có đường dưới kia chút nữa mình sẽ chạy xuống dưới đó luôn nha. Khu vực này thì xây kè hết rồi cả nhà, bãi cát cũng không còn nhiều, chỉ có khu vực dưới đó có bãi cát á. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi nha. Đằng kia cũng có một cá, đây cũng có một cá nữa hả ta? Hai cá luôn hả? Ồ, vì khu Sài Gòn Phú Quốc này rộng dưới ta. Ra khỏi cổng này là ra khỏi ngoại thành rồi đó nha. Đây có đường nè, biển được nè. Đó. Không phải đường vô khách sạn. Có đường như nằm dưới một chút cái gì, có đường dẫn ra tới ngoài biển luôn, khỏi khu vực Sài Gòn Phú Quốc này xuống dưới cả nhà mới có bãi cát đẹp. Đường này là sầm uất nhất ở khu vực Dương Đông mình về du lịch cả nhà. Đây, khách sạn Thiên Thành cực kỳ thành quán. Đi đây cả nhà. Nhà hàng có đi đây. Đây có đường dẫn xuống biển. Không có đường ra biển luôn hả? Khu vực này nhà hàng khách sạn hết rồi cả nhà, đóng cửa, không có đường ra biển. Phải vô khu vực đó mới cho đi xuống được, chứ không có đường riêng.
Kim cả nhà, có đường đi thẳng xuống biển luôn. Chiều ở đây thì cả nhà mình đi xuống đây để ngắm biển, ngắm mặt trời rất là đẹp. Đây, nhà hàng dưới này đóng cửa hết cả nhà. Chẳng có gì để quay. Bên ngoài kia là biển rất là sóng. Cũng có một vài người đi tắm cả nhà. Chắc họ ở gần đây. Rồi, tiếp tục đi thôi. Thường thì vào mùa du lịch cả nhà, cái này là 24/24 đều có khách du lịch nha. Đều có người ở trên bãi. Đi chơi. Đối diện nhà hàng Thiên Thanh cả nhà. Có đường chạy thẳng xuống biển luôn. Ở đây cũng có rất là nhiều đường xuống biển, nhưng mà có những chỗ thì họ mở khách sạn cả nhà, mình phải đi qua khách sạn mới đi xuống biển được. Còn có những đường thì họ dẫn thẳng xuống biển luôn. Đây đều đóng cửa và cho thuê mặt bằng. Mấy con đường này cả nhà mình cũng có thể chạy xuống để ra biển nè. Để nữa đi. Ở dưới này đường dưới này có một ngôi chùa rất là lớn cả nhà. Chùa nằm ở phía trước mặt mình. Bên tay trái cả nhà. Còn các dịp tháng 7 này rất là đông. Mà năm nay mình nghĩ chắc không được tổ chức sôi động rồi nên chắc không có đông đâu. Chùa Pháp Quang. Chùa rất là lớn ở khu vực đường Trần Hưng Đạo. Khu vực dưới này mặt tiền để kinh doanh hết cả nhà, buôn bán quán ăn hoặc là các quán cà phê. Nhà dân mình thì người dân ở khu vực dưới này thì họ sẽ có đất ở trên gãy cả nhà, lên gãy ở. Còn khu vực dưới này mặt tiền để buôn bán.
đường ra biển nhiều hơn là khu vực trên kia. Là trong nội thành ít có đường ra biển lắm. Có cái chốt ngay chỗ Long Bét đó không? Cái ngày Long Bét đó có cái chốt đó nha. Thế đó là vòng lại thôi chứ cần gì đi nữa đâu. Ngay Long Bét luôn cả nhà, có cái chốt ngay Long Bét đó cả nhà. Thì qua chốt thì mình chắc là mình nghĩ là mình không qua được rồi. Mong cả nhà mình thông cảm nha. Không biết là cho đi không nữa. Đa số là họ chặn xe là họ ấy cả nhà. Rồi thôi mình dòng lại đi nha. Dừng đây các anh. Những gì rồi? Nhà hàng chứ có gì đâu. Đóng cửa rồi. Đi. Mình đi thẳng cho qua chơi. Thẳng cho qua. Cho, thấy cho qua đó. Rồi, mình hỏi xin đi xuống chợ Đường Bào xíu được không? Đi. Dòng lại. Dạ tôi con hỏi đi xuống chợ Đường Bào được không bác? Dạ con cảm ơn. Mình chắc không xuống chợ Đường Bào được rồi cả nhà. Vậy mình đi hết đoạn đường này thôi chứ mình cũng không đi hết đoạn đường này. Giờ là 5 giờ cả nhà. Tranh thủ đi về trước 18 giờ cả nhà. Trước giờ giới nghiêm. Thì cũng mong quý cô chú anh chị mình thông cảm nha. Mình không có ra đường ban đêm được nên cũng không có làm clip ban đêm được. Không có nhà mình thông cảm. Vì Phú Quốc mình thực hiện định giới nghiêm từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau cả nhà. Nên mình cũng không có đi được, không có nhà mình thông cảm nha. Nếu như ban ngày này thì mình đi quay á, thì qua các chốt á, xin cho đi qua thì mình đi, còn không cho qua thì mình quay lại nha. Nếu qua được thì mình quay clip cho cả nhà xem. Kịp rồi nha. 5 giờ cả nhà. Mình ở trên khu vực xã Cửu Dương cho nó. Xuống khu vực dưới này thì cũng chạy lên cho mình cũng xa lắm. Nên mình đi cũng tranh thủ về.
lớp về hả? Chốt thì hoạt động sáng đêm các nhà, thay ca nhau trực sáng đêm, và đồng thời các anh công an và các cũng đi tuần ban đêm nữa các nhà, các cũng đi tuần ban đêm nữa. Galinda Phú Quốc, cặp bên đường Galinda Phú Quốc có đường ra biển nha cả nhà mình có đi ra đây thì ghé đây đi chơi. Phía bên tay phải mình là khách sạn Galinda. Không bóng người luôn cả nhà. Ngoài đó là biển Trần Hưng Đạo. Biển thì mùa này cũng rất là sóng. Cái này khu vực này nghỉ lâu quá thì chắc cây cối cũng héo hết ha. Không ai chăm sóc. Quay lại kịp thì mình chạy xuống chợ Cửa Lóc mình quay cho cả nhà mình xem, chọn đường vào quay cho cả nhà mình xem. Không kịp rồi. Chạy đường Cửa Lóc về. Đường Cửa Lóc bây giờ thì cũng có điện đường nè cả nhà. Và cũng đường cũng đã được đổ bê tông rất là đẹp.
Đường này thì thuộc ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ nha cả nhà. Đi hướng này ngược bên lại là Xíu Mây, ngã ba Xíu Mây. Ở trên ngã ba Xíu Mây thì cũng có cái chốt nè cả nhà. Rồi qua tới ngã ba số 10 cũng có cái chốt nữa. Bữa giờ mình cũng không có đi tới chốt nữa, mình cũng không có qua chốt luôn. Mình cũng không biết là họ có cho đi hay không. Thì bữa nay hôm nay hai cha con mình mới là lần đầu tiên luôn cả nhà. Qua chốt đó đó. Chốt ở đường Trần Hưng Đạo đó cả nhà. Nói các anh cũng cho qua đó. Cái chốt đi về Dương Đông mình họ có cho qua không?
gì vô nữa cả nhà. Xíu mày cả nhà. Một chốt cái chầu qua không. Đó. Cho có phía trên nữa cả nhà. Có cái gói thùng container để cho các cán bộ mình, các anh công an nghỉ. Về cửa dương để qua nó lại hả? Ở chỉ chứ đâu sao thì gắn kiến chiêu hậu coi nha. Rồi đẹp rồi đó, quay hết chưa? Rồi thiếu kiến chiếu hậu coi nha. Thì xuống gắn kiến chiếu hậu, anh chị xuống gắn kiến chiếu hậu xong rồi cho về, tưởng giữ mình ở lại đó luôn rồi chứ, ngày mai là khỏi lên clip luôn rồi. Nãy hỏi rồi là 100% là đi đường ban đêm, không có lý do chính đáng và không có trong những cái danh mục cho sách cho phép, là 100% là bị phạt đó. Đâu mà mau vậy? Rồi, cũng xin được cảm ơn cả nhà mình đã xem video nha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe.